nhận lễ lắm. Phụng tụ hôm nay gồm hai phần. Phần thứ nhất, tưởng hành nghi thức tưởng nhớ Đức Giêsu vào thành Jerusalem với nghi thức làm phép và kiệu lại. Phần thứ hai, thánh lễ tưởng niệm y tế của người. Đức Giêsu hải hoàng đi vào thành Jerusalem như là dấu chỉ báo trước chiến thắng vinh quang chung cuộc sau khi Ngài đã đi chọn con đường khổ nạn để hoàn tất bầu nhiệm vừa qua. Vì thế, cử hành phụng vụ hôm nay vừa tung hô Chúa Giêsu hải hoàng, vừa mời gọi chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đã đi xưa. Giờ đây, chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép và rước lá. Chúng ta hân hoan tung hô Chúa Giêsu là Đấng cứu thế và hăng hái theo Người vượt qua những khổ đau để tiến vào vinh quang phục sinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chỗ ở cùng anh chị em. Là cùng Cha. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Hôm nay, Đức Kitô vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua. Mỗi người chúng ta sẽ cầm lá trong tay tung hô, hoan hô thánh tử nhà David, vạn phúc vua Israel, đứng nhân dân Chúa mà đến. Giờ đây, chúng ta cùng tham dự nghiêm làm phép lạ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Kitô là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa, được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Thank you.
thành mà con. Lạy Chúa, khi các ngài đến gần Jerusalem, ngang qua Bethania gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: các con hãy đến làng kia trước mặt. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cưới. Các con hãy mở dây mà dắt về. Và nếu có ai hỏi các con sao các ông làm thế, thì hãy nói rằng Chúa cần dùng, xong việc ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ nơi ngã tư đàng. Hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó lại hỏi hai môn đệ rằng: các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo lên mình lừa, và ngài lên cưỡi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác nhặt nhạnh cây trải lối đi. Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: hoan hô, chúc tụng đứng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng Đức David tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta noi gương Chúa Giêsu khiêm nhường, cưỡi trên mình lừa vào thành thánh Jerusalem để thực thi chương trình cứu độ và cuộc khổ nạn và phục sinh để cứu độ nhân loại. Chúng ta cũng học tập noi gương dân thành Jerusalem xưa, vui mừng tung hô Chúa vào thành Jerusalem. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường gần đón Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, cây kiệu lá nhắc nhở cho mọi người chúng ta nhớ đến biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách long trọng và huy hoàng. Đồng thời, thank you.
thương.